Và thưa quý vị, tiếp theo là những hình ảnh mừng đón xuân Bính Thân của cộng đoàn các thánh tử đạo Việt Nam tại thành phố Santa Rosa và buổi tiệc tất niên của cộng đồng Việt Nam miền Bắc California. Mời quý vị theo dõi sau đây. Hội xuân Bính Thân 2016 của cộng đoàn Công giáo các thánh tử đạo Santa Rosa. Vào chiều ngày thứ Bảy, 30 tháng Giêng vừa qua, cộng đoàn các thánh tử đạo Việt Nam đã tổ chức Hội xuân Bính Thân 2016 với chủ đề Hồn Việt tại Sonoma County Fairground, tọa lạc tại số 1350 Bennett Valley Road, thành phố Santa Rosa. Từ rất sớm, các anh chị em trong cộng đoàn các thánh tử đạo với sự hướng dẫn của Linh Mục Nguyễn Ngọc Chính đã đến Sonoma County Fairground để chuẩn bị sân khấu, sắp xếp các gian hàng thức ăn và trang trí khung cảnh cho hội xuân với những cảnh trang trí mang đậm nét văn hóa quê hương Việt Nam. Được biết, cộng đoàn các thánh tử đạo Việt Nam hàng năm vẫn tổ chức các chương trình văn nghệ để đón xuân và đặc biệt năm nay, chương trình Hội Xuân Bính Thân 2016 đã được chuẩn bị rất chu đáo và dàn dựng rất công phu với sự điều hành của anh trưởng ban phụ trách văn nghệ là anh Vũ Thế Phương. Anh vui vẻ cho chúng tôi biết như sau. Kính thưa quý vị, nhân dịp và trước thềm năm mới thì các em cộng đoàn các thánh tử đạo Việt Nam xin kính chúc Đài Việt Today và toàn thể quý khán thính giả một năm mới an khang thịnh vượng. Các con hát. Chúc một năm mới. Chúc một năm mới. Chúng tôi cũng được tiếp xúc với chị Phạm Dung, phụ trách một trong những gian hàng bán các món ăn Việt Nam và chị cũng đã chia sẻ. Cô rất là vui. Cô rất là vui làm như vậy á, mình nhớ lại những cái Tết của Việt Nam với lại rất là vui là để mình hép được cho cộng đoàn. Hội Xuân Bính Thân 2016 năm nay diễn ra thật náo nhiệt. Ngoài các anh chị em trong cộng đoàn các thánh tử đạo Việt Nam đến dàn dựng và tham gia, còn có các quan khách người nước ngoài cùng với các đồng hương ở xa cũng đến tham dự. Ai ai cũng vui vẻ chào hỏi nhau, cùng nhau tham dự một hội xuân xa quê hương nhưng thật đậm tình quê nhà. Chương trình được bắt đầu với nghi thức chào cờ và hát quốc ca Mỹ Việt. Ngay sau đó là phần múa lân chào mừng quan khách trong tiếng trống lân rộn ràng. Kế đến là một chương trình văn nghệ thật đặc sắc với các phần ca múa hoạt cảnh của các em thiếu nhi cùng với phần trình diễn thời trang áo dài truyền thống Việt Nam qua các thời đại. Đặc biệt với sự góp mặt của ba ca sĩ nổi tiếng Lilian, Philip Huy và Ngọc Huyền đã làm tăng thêm phần sôi động cho đến cuối chương trình. Hội Xuân Bính Thân 2016 với chủ đề Hồn Việt của Cộng đoàn các Thánh tử đạo Việt Nam kết thúc tốt đẹp cùng ngày. Tiệc tất niên của ban đại diện cộng đồng Bắc Cali. Theo truyền thống hàng năm, vào sáng ngày Chủ nhật 31 tháng Giêng vừa qua, ban đại diện cộng đồng Bắc Cali đã tổ chức một buổi tiệc tất niên tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng, địa chỉ 1141 East William Street, thành phố San Jose. Thời tiết lạnh giá đã khiến ban tổ chức phải dời thời gian khai mạc trễ hơn một tiếng so với dự tính. Thế nhưng, các đồng hương vẫn cố gắng có mặt đông đủ, chật kín hội trường để tham dự ngày tất niên. Một số đồng hương đã đến từ sớm, vừa để hàn huyên tâm sự, vừa phụ giúp các công việc chuẩn bị cho buổi lễ. Đúng 12 giờ trưa, các công việc chuẩn bị hoàn tất, nghi thức chào cờ và phúc mặc niệm đã được cử hành trang trọng, đúng theo truyền thống dân tộc. Sau đó, ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ tịch Ban đại diện cộng đồng Bắc Cali đã lên phát biểu lời chào mừng quan khách và nói lên ý nghĩa của buổi lễ. Ông Nguyễn Ngọc Tiên đã cho chúng tôi biết thêm. Truyền thống của dân tộc Việt Nam, mỗi khi mà đến Tết thì đều có một cái hình thức là tống cựu nghinh tân. Thì năm nay Tết nó vào ngày thứ hai, mà nếu mà tổ chức vào ngày 29 thì tất cả quý đồng hương đều lo những cái lễ cho gia đình. Cho nên là chúng tôi tổ chức sớm cái bữa tiệc tất niên ngày hôm nay trước thềm năm mới Xuân Bính Thân sắp tới. Thay mặt cho ban đại diện cộng đồng Việt Nam Bắc California, chúng tôi xin góp lời cùng với tất cả người Việt ở hải ngoại cũng như ở trong quốc nội cầu nguyện hồn tiên sông núi, các vị anh linh tiên tổ Hồng Lạc cũng như là toàn thể các chiến sĩ đã hy sinh bảo vệ cho Tổ quốc Việt Nam để cùng cầu nguyện với đấng tối cao làm thế nào để đất nước Việt Nam sớm diệt trừ được chế độ độc tài tàn bạo. Tiếp theo là nghi thức dâng hương lên bàn thờ Tổ quốc do các thành viên ban tổ chức thực hiện. Có thể thấy, dù đã xa quê hương hơn 40 năm qua, nhưng người Việt quốc gia tại hải ngoại vẫn duy trì những nghi thức truyền thống của dân tộc
trong những dịp lễ hoặc ngày kỷ niệm trọng đại. Sau các nghi thức trang trọng là các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn và sau đó là tiệc tất niên. Đặc biệt, bên cạnh các món ăn thông thường, các đồng hương còn được dịp thưởng thức món bánh chưng, bánh tét do chính tay ông Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tiên và các thành viên của ban đại diện cộng đồng gói. Buổi tiệc đã diễn ra trong không khí vui vẻ và ấm áp. Ai nấy cũng đều háo hức chào đón một năm mới với nhiều điều may mắn và thuận lợi cho sự phát triển của cộng đồng Việt Nam chúng ta. Buổi tiệc kết thúc vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày. Trong dịp Tết Bính Thân năm nay, sản phẩm Lee's Coffee đã có mặt tại Việt Nam qua hệ thống phân phối của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn Satra. Trong mùa mua sắm Tết năm nay, khách hàng có thể tìm mua những chai cà phê để làm quà biếu người thân và bạn bè. Tại các quầy, các nhân viên của Lee's Coffee pha những ly nhỏ cho khách hàng dùng thử. Theo nhận xét của khách hàng, Lee's Coffee là món cà phê sữa đá Việt Nam đậm đặc, hương vị thơm ngon, vô cùng đặc trưng. Khách hàng mua sắm tại chợ Bến Thành, các siêu thị, cửa hàng bánh rất vui mừng khi tìm thấy loại cà phê mình yêu thích mà không cần phải chờ đợi người thân từ ngoại quốc gửi về. Hiện tại đang có 4 loại sản phẩm của Lee's Coffee đang được bày bán tại Việt Nam là cà phê original cho hương vị đậm đà, khó quên, cà phê triple shot mạnh gấp 3 lần cho những ai uống thật đậm và ghiền cà phê vanilla với hương vị vani thơm nhẹ nhàng và trà thái vô cùng thơm ngon độc đáo. Một chai cà phê đậm đặc Lee's Coffee có thể làm tới 8 ly cà phê sữa đá 300ml tại Việt Nam. Chỉ cần bỏ đá và khuấy đều lên, rất đơn giản, dễ pha và không tốn thời gian. Ngoài cà phê sữa đá, một chai Lee's Coffee đậm đặc có thể làm ra thức uống nóng, cà phê mocha, cà phê kem rất thơm ngon và đặc biệt. Để trong ngăn đá được một năm, chỉ cần xả đông và dùng trong vòng 2 tuần. Có thể nói Lee's Coffee, sản phẩm chất lượng cao được nhập từ Hoa Kỳ, sẽ làm hài lòng những khách hàng dù có khó tính nhất.